Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip là đặt một cái bao gọi là bọc cổ tai nghe AirPods 2. Hôm nay mình đã đặt về rồi. Cái này là không có ở Việt Nam mình đâu nhá. Cái này là phiên bản ở bên nước ngoài, một là Trung Quốc hay là bất kỳ đất nước nào đấy. Nhưng mà đây mình đa số ở bên Trung Quốc nên chuyển hàng về rất lâu. Mình mất tầm 4 đến 5 ngày. Hôm nay ngày thứ năm mình mới nhận được hàng. Hôm nay mình bóc ra cho các bạn. Mà bên đấy bán rất rẻ, mà mình mua lại còn miễn phí ship cơ. Mình hỏi cái nó giống như thế này, ở bên Việt Nam mình người ta bán rất đắt. Đấy, mình mua hai cái. Đây, cái hai cái ở bên Trung Quốc này. Đấy, mình lấy hai cái. Mà cái này của hãng tên tuổi thôi, chuyên sản xuất phụ kiện và tai nghe và sạc và dây cáp các thứ. Đây các bạn nhìn này, đấy, cái thương hiệu của nó đây. Bây giờ mình bóc một cái. Đây mình lấy hai màu, mình lấy một màu đen và một màu xám xám. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa, cái độ hoàn thiện nó tốt như này cơ, mà rất mỏng luôn. Mình hỏi ở đây nó bán cái này toàn hơn 100.000 thôi các bạn ạ. Đây mình mua có 60 mấy nghìn thôi, hai cái miễn phí ship, mà một cái cũng được miễn phí ship cơ, có gần 70.000 thôi. Đấy, các bạn thấy chưa, làm rất là mịn màng đẹp. Bây giờ mình thử xem cái màu đen nó như thế nào. Đây là hãng chuyên sản xuất đây nha, có tại chuyên sản xuất các loại phụ kiện bên Trung Quốc. Đấy, cái màu đen này cũng rất đẹp này các bạn. Đấy, rất mỏng mà gì, mỗi tôi là nó không có cái chốt ở đây thôi, nhưng mà mình thấy chất lượng của nó rất tốt, chất liệu rất là tốt luôn. Đấy, mà nhỏ gọn, nó không cồng kềnh dày lắm. Bây giờ mình lấy cái tai nghe AirPods ra cho các bạn xem nhé. Đây là tai nghe AirPods của mình đây. Mình nắp vào xem nào. Hay mình nắp ngược rồi nhỉ? Đây là mình nắp ngược rồi. Ui, rất chặt các bạn. Mình nắp đúng rồi á. Rất khít. Mình nắp ngược rồi các bạn. Cái này nó như thế này cơ mà. Ở đây cái này mặt sau. Đây là mặt trước của nó rồi. Mình nắp ngược rồi. Xin lỗi các bạn nha. Mình làm này. Nó phải như thế này mới đúng. Nắp ngược mất. Ôi, mỏng đẹp lắm các bạn. Đây chẳng qua là mình quay bằng điện thoại nó không không được như theo ấy của mình thôi. Rất khít. Rất tuyệt. Quá ổn. Đấy, các bạn nếu mà các bạn mua, các bạn hãy đặt loại giống như này này, rất mỏng luôn các bạn ạ. Đây, hàng chính hãng của bên Trung Quốc luôn nhá, mà hàng rất đẹp luôn. Đây hãng này, đây cho các bạn xem, nó có hai màu luôn này. Đấy, mà rất mỏng, giá lại phải chăng. Mỗi tội chuyển hàng về hơi lâu tí. Đấy, các bạn nên mua loại hãng này này, nó có cả loại dày hơn nhưng mình không lấy, nó có cả dày hơn bịt cổng, như bịt cả cái cổng ấy luôn, nhưng mình không lấy, mình lấy loại như này. Thế thôi nha các bạn nha, xin chào các bạn.